the truth. Ok, về cái game đó chính là Worm Ultimate Mayhem. Thì đây là một game cực kỳ lâu rồi, chắc chắn các bạn đều biết những game nó như này từ cổ xưa rồi. Thì chúng ta hãy chơi vào thử một game đi. Ok, nó có quick game này, tutorial, story. Chơi story đi. Chúng ta chọn Team Duck. Đấy, mình đã lập một cái rồi. Wormacle. Tiến sĩ Albert Einstein. Đọc đi. Ok, mình ngồi rồi. Yes, đi tham quan. Ok. Ok. Cái gì? Nốt đó, check nốt đó, từ từ. Ok. Được rồi. Ok. Chúng ta chỉ cần đợi đi, vẽ nào. Ok, ôi, bản thiết kế hay phết nhỉ. Ok, vậy thì khẩu súng này. Ôi! Enemy của mình đấy, độ địch ấy, con địch ấy. Yeah. Ok. Vẽ cái. Ok, được rồi. Đây là bản đồ à. Bang bang bang. Ok. Ok, không được trượt. Không được trượt. Ok. Ok, hiểu rồi. Ok, understood rồi. Understood. Ok. Đó, gần đầu. Ok, hết tiết rồi. Ok, thôi đi về rồi. Ok, hết tiết rồi. Ok. Tạm biệt nhá. Trời ơi, mày qua hết tiết rồi. Nhìn này, đây là những gì mình vẽ trong giờ. Một khẩu súng, đây nó có khẩu súng mà đây con sâu to nhá. Đây con sâu bé. Đâu rồi? Đó, đây con sâu bé. Ok, có nghĩa là mình rất hiểu bài. Let's go. Đấy, chơi rồi. Hello, yeah. In me, China. 2 ngày nữa mở cửa, yes. Xuất hiện rồi. Đâu? Có tiên gì á? Có tiên gì kìa? Oh no. Oh, cái nhà ăn. No. 2 ngày nữa mình sẽ được ăn mình rồi. 2 ngày nữa. Suýt thì được đi ăn. Cái gì ăn chi vậy? Ok. Ok, vậy thì chúng ta sẽ chơi rồi nhỉ? Hell yeah. Vậy thì chúng ta cần đánh chết quân xanh nước biển xanh. Đánh chết quân màu đỏ. Quân màu đỏ là quân của mình mà. Bazooka nào, ok. McQueen. Chết đi. Chắc mình phải bắn quân đấy nhỉ? Mình sẽ biết quân nào rồi, ok, bắn bừa đi. À, mình là quân đỏ, ok. Được rồi đấy. Oh. Bắn bừa bắn trúng nhỉ? Chà. Ok, chết pin nào. Có TNT, hình như tôi lại bắn vào đống TNT đấy. Nó biết làm gì kìa. What the? Nghĩa là bắn đi đâu, what the? Ok, thì có 3 người. Ok, Buzz Lightyear nào, đi vào trong này thôi. Ok, có TNT đằng trước. Mình sẽ, đây sẽ lấy khẩu này, sẽ bắn được 2 phát liền. Đồng.
Một phát. Ô, một con chết rồi. Hay lắm. Ô, nó biến chết rồi, nó chết rồi. À, từ vẫn còn cái thiên chi trên này đúng không? Ok, mình không vừa được rồi. Boom. Hell yeah. Boy. Ok, mình, ok, được rồi đấy. Ô, 25 gem. Không tệ đâu. Chứ có chỗ là thiên chi à? Buzz love making enemies. Thế rồi, mình sẽ bị ăn đập rồi. Wow, nhìn Buzz kìa kiểu. Tại đây. Nhào vô nào. Xong rồi. Nó chẳng gần luôn. Ô, dùng cái gậy. Ô. Oh! Lên trên kia luôn. Oh my god. Không nghĩ bọn sổ để tàn nhẫn như này. Ok, Woody. Woody và Buzz là hai đôi bạn thân luôn. Hay quá nhỉ. Kìa, Ducky rồi. Ôi, hey, có mình đấy. Vậy thì, để xem có gì nào. Không khí, có khí gì không? Mình nghĩ là cái khẩu bazooka. Nhưng mà mình lại không thích. Mình sẽ lấy khẩu shotgun đi. Chửi chết nhá. Boom. Đó, vậy là một phát. Một đứa nổ. Mình sẽ bắn đầu tiên chi kia. Là ổn. Wow. Jab, jab. Hay lắm. Còn Sparky kia sẽ chết nó thôi. Yes. Hai, boom. Ba, hai cái bộ rồi. Em còn có Chippy, có Chippy đúng chỗ khó bắn quá. Sẽ làm gì giờ? Lại grenade. Thôi xong rồi, trúng binh rồi. No, Woody. À, Woody 200 máu mà sợ gì. Có nhạc hay vậy. Thế McQueen à. À, lần nào đi lên trên đấy gì. Mình sẽ dùng, cứ dùng Rocket Launcher là ổn đấy. Okay, Rocket Launcher. Bazooka. Bắn từ dưới lên. Boom. Oh! Đẹp trai. Boom. Đó, đó, chúng ta đã giành chiến thắng. Thưa các bạn, Chippy đã chết. Mộ nổ đi. Ê, một cái mộ. Cái mộ hay nhỉ? Mộ là một cái đào đất ấy. Nó còn còn nữa à? Còn cái gì nữa à? Hết tầm làm gì? Hết tầm à? Còn gì nữa? Chẳng có ai cả. Làm gì? Đấy, một cái mộ này, mấy cái mộ nhìn thấy không? À, bắn nó đống trên chi, ok được rồi. Nuôi cung. Ơ. Tiêu. Ôi, cung tên độc luôn. Oh. Đẹp rồi. Hay. Eat me. Yes. Success. Wow, mắt mày đẹp ấy. Wow. Terror bypass là gì? Có ý tưởng gì không? Ôi dồi ôi. Mình phải đi cướp đồ á. Man, phải lấy hết tất cả đống đồ trên cái cầu ấy á. Đùa nhau à. Ok, mình có. Mình chẳng có gì cả, mình chạy rồi á. Ôi. Chạy cơ mà. Ok, chẳng có một con soi, chạy nhanh lên. Hơ. Hơ. Đây là cái thứ mình sẽ trổ xài parkour. Đây là cái map mình sẽ trổ xài parkour của mình. Và các bạn đều biết là mình rất là giỏi AKA kém parkour. Yes. Oh oh. Bọn enemy quay lại rồi. Kick your behind. Đã đi luôn. Ghê. Cậy nhau. Kinh khủng quá.
Chúng nó à? Ở đâu mình đang được. Nhưng ở ngay bên dưới kia nó sẽ làm gì mình. Ta-da-da-da. Lên nào. Skip go, what the. Ok, Ducky nào. Có lên nào. Mình không có cái gì á. What. Concrete key is up. À, như mình phải lấy mấy cái thùng này này. Wow. Ok. Được. Sẽ ợt mà. À, nó có bom kìa. Thôi xong rồi. Ơ, à, nó trượt, ha. Trượt. Ơ, à, nó tự giết đội nó kìa. Ok, được rồi. Sẽ ra là cái hộp này. Tại vì cái hộp này chính là duy nhất mình có đây. Có vũ khí. Đó. Baseball bat. Từ đấy ai đánh em ấy nhỉ. Cũng cung. Hay lắm. Đấy, đứng trên đầu luôn. Nhục nhã chưa? Nhục nhã chưa? Ô, chết luôn kìa. Thôi xong rồi, nó nổ đấy. Ô, nó nổ đấy. No. Ô, no. Con sâu của mình. Sao mà chúng nó cứ skip go nhỉ? Chắc chúng nó đang kiểu nhường. Được. Mình làm khinh em à? Khinh thường nhau gì rồi. Oh no. Đấy là mình à? Ok, mình không sao rồi, mình không sao. Oh, này là xây. Này để xây kiểu. Đó. Mình có thể nhảy trên này nhá. Đúng không? Đó, không thể được. Huh. Yes. Yes. Tuyệt vời. Hay quá, chúng ta được một cái rồi. Ô, bazooka. Này, nốt. Nó chết rồi nha, nó chết rồi. Nó không có cơ hội sống đâu. So, no more damage. Chết đi. Boom. Hell yeah, man. Cái còn một đứa nữa, mình cứ phải tiêu diệt. Ô, nó ném bom kìa. Oh no, oh mày thế, oh. Mày qua. Cái này có gì không? Có dù. Nhưng mà, ok, mình sẽ đi xử thằng định ném bom mọi người mình trước đã. À, anh chào chú nào. Cười lên. Oh, bắn trượt kìa. Có lệ, hự. Oh, bắn trượt kìa. God damn it. Ném trượt rồi, nó không có cơ hội nào để ném trúng mình đâu. Thế mày cái bom mới hay nhỉ? Thôi, mình nghĩ là mình sẽ đi... Ok. No! No! Mình... Oh! Oh, bên xa. Nó mất rất nhiều thời gian lên đấy rồi mà. No! Ok, chúc bạn may mắn lần sau thôi. God damn it. Aaaaaah, tại sao mình lại rỡ xuống dưới nước. Oh, đúng rồi, chúng nó đâu. Wow. Digger, gold digger á. Gì đây? À, mấy cái xe. Oh, chúng nó lái xe á. À, phải nổ hết đúng không này? Ok, được rồi. Ồ. Gián điệp luôn. Ồ, oh, yeah, yeah. Rồi, sẽ biến thành gián điệp của mọi người ạ. Rồi, biến thành gián điệp. Thế mình đi kết kết, à, mình đi sẽ lấy tất cả đống đống hộp này đi đã. Rồi tính sau. Một tràn là máy. À, nghĩ là tất cả đống hộp này mình sẽ có. Khai bắt đầu đi đặt chai là máy thôi nhỉ. Ok, chạy đi nhanh lên. Cười cái gì mà cười. Chạy nơi trú ẩn nào. Ok. Nó. Boom. Baby. Dynamite ở đây là tuyệt vời mặt trời. Chạy đi.
Còn 5 giây thôi. Ok, được rồi. Nổ đấy. Boom. There she blows. Ơ, thế cầm cái máy này thì sao? Mấy cái máy này. Đấy, có cái máy nhìn khá nguy hiểm ở cái máy này. Thế mà. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Hơ. Backflip. Kiểu dun dun dun. Dun dun dun. Boom. Yes. Ôi. Có, chuẩn bị đánh nhau rồi. Mấy cái xe này không rẻ đâu. Đây. Oh. Rent a bill. Ok, lại clutter bomb rồi. Lại cái bom nhân đôi. À, cho nói em trượt kìa. Gà. Ok, bị trượt rồi. À, đấy, có mấy cái hòm này rồi. Bị đi chiến tranh rồi. Chắc là chúng ta... Ôi, cái hòm nó nhảy nhót này, nó gọi tên mình đấy. Trời đất ơi. Ôi, mình có nhiều grenade chưa? Mình có một baseball bat. Ok, hai airstrike. Oh, có airstrike. Oh. Sẽ gọi đi đâu. Đây. Oh. Oh my god. Nổ đi, đúng rồi, đúng rồi. Chết đi, chết đi. Ơ, có một đứa dùng bom nữa. Ồ, nó có 7 máu. Khá là ổn nhé. Thằng này chỉ cần di chuyển dịch sang một bên một tí nữa là chính dính bom luôn. Đâu, mình ở đấy không? May quá, không sao. Vẫn ổn. Ok, mình sẽ làm thêm một phát airstrike. Thôi mình sẽ dùng bazooka đi. Tại vì mình nghĩ đấy là cái thứ tốt nhất. Nó đang còn 20 máu kìa. Đùa. Thật ư? Oh no. Mình bị dính đạn rồi. God damn it. Sẽ dùng airstrike một lần nữa nè. Alo. Cho em một cái máy bay đi vòng qua đây cái. Yes. Thả bom đi. Bồ. Ok, cái thằng hai bên máu chắc chắn chết rồi. Đây nè. Đấy, thằng bên này sẽ nổ. Thằng bên cạnh sẽ nổ. Boom. Yes. Double kill. Từ. Boom. Double kill. Chính là Warm Ultimate Mayhem. Tại vì hôm nay mình quá chán không biết làm gì nên là mình làm một video về game. Khi các bạn thích video này và nếu các bạn muốn mình làm thêm cái video về trò chơi con sâu đấy, sẽ để video đạt lên nút 100 like. Nếu chúng ta đạt 100 like mình sẽ làm thêm. Yeah, thì rất cảm ơn xem lần này. Và nếu các bạn muốn xem thêm cái này thì yeah, cảm ơn xem video này. Và nếu các bạn muốn channel của mình ấy mà muốn xem thêm cái Warm Ultimate Mayhem thì bấm nút subscribe. Để chúng ta sắp đạt được 50.000 subscriber, cố lên nào. Ủa, chúng ta sắp đạt được 50.000 sub rồi. Thì rất cảm ơn xem này và nếu rất cảm ơn xem này và mình. Rất cảm ơn các bạn và các video tiếp theo. Bye.